từ năm 2021, người lao động được nghỉ 16 ngày làm việc, người lao động chưa nghỉ hết phép năm, chỉ 2 trường hợp được thanh toán tiền phép năm. Để đảm bảo quyền lợi của mình khi không nghỉ hết phép năm, người lao động cần phải... Xin chào, mình là Gia Bảo. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của công ty luật CAS. Chế độ nghỉ phép là một trong những vấn đề mà người lao động rất quan tâm, nhất là liên quan đến nghỉ phép năm. Bộ luật lao động năm 2019 đã có những quy định mới liên quan đến vấn đề nghỉ phép năm của người lao động. Mời các bạn theo dõi qua video ngày hôm nay nhé. Theo quy định của Bộ luật lao động hiện hành, người lao động làm việc đủ 12 tháng thì được nghỉ 12 ngày làm việc trong năm. Đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được nghỉ 14 ngày làm việc. Còn với công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì được nghỉ 16 ngày làm việc. Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. Trường hợp người lao động làm việc đủ 5 năm cho doanh nghiệp thì số ngày nghỉ hàng năm của người lao động theo quy định sẽ được tăng thêm tương ứng 1 ngày. Trong thời gian nghỉ hàng năm nói trên, người lao động sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động. Bộ luật lao động hiện hành quy định chỉ 2 trường hợp được thanh toán tiền phép năm, đó là trường hợp người lao động do thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hết phép năm thì được thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ. Theo quy định cũ trước đây thì ngoài 2 trường hợp nêu trên thì người lao động nếu vì lý do khác mà chưa nghỉ hết phép năm thì vẫn được thanh toán. Như vậy, từ năm 2021, trường hợp người lao động còn làm việc tại doanh nghiệp nhưng chưa nghỉ hết ngày nghỉ hàng năm của năm trước thì không được doanh nghiệp thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ, trừ trường hợp doanh nghiệp có chính sách chi trả phép năm khi chưa nghỉ. Công ty có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước để người lao động biết. Để đảm bảo quyền lợi của mình khi không có kế hoạch nghỉ hết phép năm, người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận với doanh nghiệp về việc nghỉ hàng năm thành nhiều lần hoặc là nghỉ gộp tối đa 3 năm một lần. Ngoài ra, người lao động cũng cần phải chú ý các quyền lợi khác của mình liên quan đến chế độ nghỉ phép năm như: một là khi nghỉ hàng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ. Hai là khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 2 ngày thì từ ngày thứ 3 trở đi được tính thêm thời gian đi đường vào số ngày nghỉ hàng năm. Tuy nhiên, việc này chỉ được tính cho một lần nghỉ trong năm. Tiền tàu xe, tiền lương những ngày đi đường ngoài ngày nghỉ hàng năm sẽ do người lao động và doanh nghiệp thỏa thuận. Như vậy, người lao động cần lưu ý những điểm thay đổi liên quan đến nghỉ phép năm như đã nói để sắp xếp nghỉ phép phù hợp với lịch nghỉ phép hàng năm do doanh nghiệp quy định hoặc chủ động thỏa thuận với doanh nghiệp về việc nghỉ gộp để đảm bảo quyền lợi của mình. Nếu bạn cần công ty luật tư vấn về ngày nghỉ phép năm hoặc doanh nghiệp cần xây dựng chính sách về lao động hay bất kỳ vấn đề gì về lao động thì hãy liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới. Nội dung video hôm nay đến đây là hết. Hãy like, share và theo dõi kênh của công ty luật để cập nhật các thông tin pháp lý hữu ích nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bạn có biết tên riêng công ty giống nhau vẫn được đăng ký kinh doanh? Làm sao đây? Hãy đăng ký thương hiệu tại cs.vn.